Phẩm Tứ Đế thứ 10. Này Ca Diếp, nói là khổ đó, chẳng gọi là thánh đế. Tại sao vậy? Vì nếu nói khổ là khổ thánh đế, thời tất cả trâu, dê, lừa, ngựa cùng người địa ngục lẽ ra có thánh đế. Này Ca Diếp, nếu có người nào chẳng biết cảnh giới rất sâu của Như Lai với pháp thân di mật thường trụ không biến đổi, cho là thực thân không phải pháp thân, chẳng biết đạo đức qua lực của Như Lai, đây gọi là khổ. Do vì chẳng biết nên nơi pháp thấy là phi pháp, nơi phi pháp thấy là pháp. Phải biết người này ắt phải đọa và ắt thú mãi trôi lăn trong dòng sanh tử, thêm lớn nghiệp hoặc chịu nhiều khổ não. Nếu có người hay biết Như Lai thường trụ không có biến đổi, hoặc nghe tiếng nói hai chữ thường trụ một lần phớt qua tai, bèn được sanh lên cõi trời. Về sau, lúc được giải thoát mới được chứng biết Như Lai thường trụ không có biến đổi. Khi đã chứng biết bèn tự nói: ngày trước tôi từng nghe nghĩa thường trụ này, nay được giải thoát mới được chứng biết. Đối với bổn tế, vì không rõ biết nên tôi phải luân hồi sanh tử xoay lăn vô cùng, ngày nay mới bắt đầu đặng chứng biết như thật. Nếu người nào biết như vậy, thiệt là tu khổ đế được nhiều lợi ích lớn. Nếu người không biết, dù là xin tu nhưng không được lợi ích, đây gọi là khổ, gọi là khổ thánh đế. Nếu người nào không tu tập được như vậy, thời gọi là khổ, chẳng phải khổ thánh đế. Khổ tập đế là nơi trong chân pháp chẳng sanh chân trí, thọ lấy vật bất tịnh tức là nô tỳ, hay nói phi pháp là chánh pháp, dứt diệt chánh pháp chẳng cho còn lâu. Vì nhân duyên này mà không biết được pháp tánh, vì không biết mà luân hồi sanh tử chịu nhiều khổ não, chẳng được sanh cõi trời và chánh giải thoát. Nếu có thâm trí chẳng hoại chánh pháp, do nhân duyên này được sanh cõi trời và chánh giải thoát. Nếu có người không biết khổ tập đế mà nói chánh pháp không có thường trụ, đây đều là diệt pháp. Vì nhân duyên này nên trong vô lượng kiếp lưu chuyển sanh tử chịu các sự khổ não. Nếu có thể biết pháp thường trụ chẳng khác, đây gọi là biết tập, gọi là tập thánh đế. Nếu người không thể tu tập được như vậy, thời gọi là tập, chẳng phải tập thánh đế. Khổ diệt đế là nếu người tu học nhiều pháp không, thời là chẳng tốt. Bởi vì sao? Vì dứt tất cả pháp, vì hư hoại chân pháp tạng Như Lai, tu học như trên đây gọi là tu pháp không. Người tu khổ diệt đế thời nghịch lại tất cả pháp tu của ngoại đạo. Nếu nói rằng tu pháp không là diệt đế đó, thời tất cả ngoại đạo cũng tu pháp không. Đáng lẽ họ có diệt đế. Nếu có người tu tập Như Lai tạng, vô ngã không tịch, người này nơi vô lượng đời lưu chuyển thọ khổ trong dòng sanh tử. Nếu có người chẳng tu tập như vậy, dầu có phiền não nhưng chống có thể diệt trừ, vì người này biết tạng bí mật Như Lai. Nếu có người nói rằng có tạng Như Lai, dầu chẳng thấy được, nhưng nếu có thể diệt trừ tất cả phiền não, đây thời đặng chứng nhập. Nếu phát tâm như trên đây, nhân duyên trong một niệm có thể đặng tự tại đối với tất cả pháp. Nếu người nào có thể tu tập diệt đế như vậy, chính là đệ tử của ta. Bằng không, thời gọi là tu pháp không, chẳng phải diệt thánh đế vậy. Đạo thánh đế tức là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo và chánh giải thoát. Có hàng chúng sanh điên đảo cho rằng không Phật, không Pháp, không Tăng và không chánh giải thoát, sanh tử lưu chuyển dường như quyển quá. Do kiến chấp này nên lưu chuyển ba cõi chịu nhiều khổ não. Nếu người có thể phát tâm thấy rằng Như Lai thường trụ không biến đổi, Pháp, Tăng giải thoát cũng thường trụ như vậy, nhờ một niệm này trong vô lượng đời tùy ý mà đặng quả báo tự tại. Như ta thuở trước, vì bốn thứ điên đảo, chẳng phải pháp chấp là pháp, nên mắc lấy vô lượng nghiệp quả ác. Ngày nay, ta đã diệt hết những kiến chấp như vậy, nên đặng thành Phật vô thượng chánh giác. Đây gọi là đạo thánh đế. Nếu có người cho rằng tam bảo là vô thường, đây là lối tu hư vọng, chẳng phải đạo thánh đế. Nếu người tu tập tam bảo là thường trụ, người này là đệ tử của ta, chân chánh tu tập thấy bốn pháp thánh đế. Trên đây gọi là bốn thánh đế.
Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nay tôi mới biết tu tập bốn pháp thánh đế rất sâu.